Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Đoạn dân Israel đi đến đóng trại trong đồng bằng Moab bên kia sông Jordan đối diện Jericho. Balak, con trai Sipbo, thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit. Moab lấy làm sợ sệt lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel vì dân đó rất đông. Vậy, Moab nói cùng các trưởng lão Madian rằng: "Bây giờ, đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ trong đồng vậy." Đang lúc đó, Balak, con trai Sipbo, làm vua Moab. Người sai sứ giả đến cùng Balaam, con trai Beo, ở Phê-thô-rơ, tại trên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: "Này, một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập, phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta. Vậy, ta xin ngươi hãy đến bây giờ, rủa xả dân này cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được. Vì ta biết rằng, kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào ngươi rủa xả thì bị rủa xả." Vậy, các trưởng lão Moab đi cùng các trưởng lão Madian, trong tay có lễ vật cho thầy bói, đến cùng Balaam mà thuật lại những lời của Balak. Người đáp rằng: "Hãy ở lại đây đêm nay, thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta." Các trưởng lão Moab ở lại nhà Balaam. Vả, Đức Chúa Trời đến cùng Balaam và phán rằng: "Những người ngươi có trong nhà là ai?" Balaam thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Balak, con trai Sipbo vua Moab, đã sai đến tôi đặng nói rằng: Này, một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập phủ khắp mặt đất. Hãy đến bây giờ, rủa xả dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó được." Đức Chúa Trời phán cùng Balaam rằng: "Ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này được ban phước." Sớm mai Balaam dậy, nói cùng các sứ thần của Balak rằng: "Hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Giê-hô-va không cho ta đi cùng các ngươi." Vậy, các sứ thần Moab dậy, trở về Balak mà tâu rằng: "Balaam từ chối đến cùng chúng tôi." Balak lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước, đến cùng Balaam mà rằng: "Balak, con trai Sipbo có nói như vậy. Ta xin ngươi, chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta. Ta xin ngươi hãy đến rủa xả dân này." Balaam đáp cùng các sứ thần của Balak rằng: "Dầu Balak sẽ cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng được vượt qua mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta, đặng làm một việc nhỏ hay lớn. Song ta xin các ngươi cũng ở lại đêm nay, đặng ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều chi cùng ta nữa." Trong lúc ban đêm, Đức Chúa Trời giáng đến Balaam mà phán rằng: "Nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó, nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán." Vậy sớm mai, Balaam dậy, thắng lừa cái mình và đi với các sứ thần Moab. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phừng lên vì người ra đi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường đặng cản người. Vả, người đã cởi lừa cái mình và có hai đứa đầy tớ đi theo. Lừa cái thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường có cây gươm trần nơi tay, bèn tẻ đường đi vào trong ruộng. Balaam đánh nó đặng dẫn nó vào đường lại. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường nhỏ của vườn nho có vách bên này và bên kia. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va thì nép vào vách và ép chân Balaam. Người đánh nó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi tới xa hơn, đứng trong một ngã rất hẹp, không chỗ nào trở qua bên hữu hay là bên tả. Lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn nằm quỵ dưới Balaam.
nhưng Ba-la-am nổi giận, đánh lừa bằng một cây gậy. Bây giờ Đức Giê-hô-va mở miệng lừa ra. Nó nói cùng Ba-la-am rằng: "Tôi có làm chi cho người mà người đã đánh tôi 3 lần? Ba-la-am đáp cùng lừa cái rằng: "Ấy là tại mày khinh nhạo ta. Chớ chi ta có cây gươm trong tay, ta đã giết mày rồi." Lừa nói cùng Ba-la-am rằng: "Tôi há chẳng phải là lừa của người mà người đã cưỡi luôn đến ngày nay sao? Tôi há có thói làm như vậy cùng người chăng?" Người đáp: "Không." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt Ba-la-am ra, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trong đường, tay cầm một cây gươm. Người cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói: "Sao ngươi đã đánh lừa cái ngươi 3 lần? Này, ta đi ra đặng cản ngươi, vì ta thấy ngươi đi theo một con đường dẫn mình đến nơi hư nát. Vả, con lừa cái có thấy ta đi tẻ trước mặt ta 3 lần. Nếu nó không đi tẻ trước mặt ta, chắc ta đã giết ngươi rồi và để nó sống." Ba-la-am bèn thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi có phạm tội, vì chẳng biết người đã đứng trong đường đặng cản tôi. Bây giờ, nếu người không bằng lòng tôi đi, tôi sẽ trở về." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ba-la-am rằng: "Hãy đi cùng các người đó, nhưng ngươi chỉ hãy nói điều chi ta sẽ phán dặn ngươi." Ba-la-am bèn đi cùng các sứ thần của Ba-lát. Khi Ba-lát hay rằng Ba-la-am đến, bèn đi ra tới thành Mô-áp ở gần khe Ạc-nôn, tức là ở tận bờ cõi của xứ mà nghinh tiếp người. Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: "Ta há chẳng sai sứ vời ngươi sao? Sao ngươi không đến ta? Ta há không tôn vinh hiển cho ngươi được sao?" Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: "Này, tôi đã đến cùng vua. Bây giờ tôi há có thể nói ra lời gì chăng? Tôi sẽ nói điều chi Đức Chúa Trời đặt trong miệng tôi vậy." Ba-la-am đi cùng Ba-lát đến Kiriat Hukshot. Ba-lát giết những bò và chiên, sai dân cho Ba-la-am và các sứ thần đã đi với người. Khi đến sáng mai, Ba-lát đem Ba-la-am lên Ba-mốt Ba-an, là nơi người thấy đầu cùng trại quân Israel. Chương 23. Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: "Hãy cất tại đây cho tôi 7 cái bàn thờ, cùng sắm sẵn cho tôi 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Ba-lát làm như Ba-la-am đã nói. Hai người dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Đoạn Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: "Vua hãy đứng gần của lễ thiêu của vua. Tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng tôi chăng? Tôi sẽ thuật lại cùng vua điều chi ngài cho tôi thấy." Người đi lên 1 nơi cao trống trải. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Ba-la-am và Ba-la-am thưa cùng ngài rằng: "Tôi có lập 7 cái bàn thờ, và trên mỗi bàn thờ tôi có dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực. Đức Giê-hô-va để lời trong miệng Ba-la-am và phán rằng: "Hãy trở về cùng Ba-lát và nói như vậy." Ba-la-am bèn trở về cùng Ba-lát. "Này, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu vua." Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: "Ba-lát, vua Mô-áp sai vời tôi từ Aram, từ những núi đông phương và nói: Hãy đến rủa sả Gia-cốp cho ta, hãy đến giận mắng Israel. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao? Vì từ đỉnh các núi tôi thấy người, từ đầu cao gò đống tôi nhìn người. Kìa, là một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước. Ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, ai tu bộ được phần tư của Israel? Người công chính thác thể nào, tôi nguyện thác thể ấy. Cuối cùng người nghĩa làm sao, tôi nguyện cuối cùng tôi làm vậy." Bây giờ Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: "Ngươi đã làm chi với ta? Ta thỉnh ngươi để rủa sả những thù nghịch ta, kìa ngươi lại chúc phước cho." Người đáp rằng: "Tôi há không nên cẩn thận nói điều Đức Giê-hô-va đặt vào miệng tôi sao?" Ba-lát bèn nói: "Vậy hãy đến cùng ta trong một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân này, vì ngươi chỉ đã thấy ở đầu cùng nó chứ không thấy hết. Ở đó hãy rủa sả nó cho ta."
Vậy người dẫn Ba-la-am đến đồng Sô-phim trên chót núi Phích-ga, lập 7 cái bàn thờ, và trên mỗi cái dâng một con bò đực và một con chiên đực. Ba-la-am bèn nói cùng Ba-lát rằng: hãy đứng đây gần của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi lại đó đón Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Ba-la-am để những lời trong miệng người mà rằng: hãy trở về cùng Ba-lát và nói như vậy. Ba-la-am trở về cùng Ba-lát, người và các sứ thần Mô-áp đứng gần của lễ thiêu của vua. Ba-lát hỏi: Đức Giê-hô-va có phán chi? Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: hỡi Ba-lát hãy đứng dậy và nghe, hỡi con trai Sếp-bô hãy lắng tai. Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Này, tôi đã lãnh mạng chút phước, Ngài đã ban phước, tôi chẳng cãi đâu. Ngài chẳng xem tội ác nơi Gia-cốp và không thấy tà vại trong Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ở cùng người. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Ấy là Đức Chúa Trời đã rút dân đó ra khỏi xứ Ai-cập. Chúng có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Israel. Vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng: việc Đức Chúa Trời làm lạ là dường nào. Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái và dược lên khác nào sư tử đực. Chỉ khi nào đã xé được mồi mới nằm xuống và uống huyết những kẻ bị thương. Bây giờ Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: chớ rủa xả họ, nhưng cũng đừng chúc phước cho nữa. Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: tôi há chẳng có nói tôi phải làm mọi điều Đức Giê-hô-va sẽ phán dặn sao? Ba-lát lại nói cùng Ba-la-am rằng: vậy hãy lại, ta dẫn ngươi đến một chỗ khác, có lẽ Đức Chúa Trời sẽ ưng cho ngươi rủa xả dân này tại đó chăng? Ba-lát bèn dẫn Ba-la-am đến chót núi Phê-ô đối ngang đồng vắng. Ba-la-am nói cùng Ba-lát rằng: tại đây hãy lập cho tôi 7 cái bàn thờ và sắm sẵn 7 con bò đực và 7 con chiên đực. Vậy Ba-lát làm theo như Ba-la-am đã nói, trên mỗi bàn thờ người dâng một con bò đực và một con chiên đực. Chương 24. Ba-la-am thấy rõ Đức Giê-hô-va ưng ban phước cho Israel thì không cậy đến phù chú như những lần khác, nhưng người xây mặt về hướng đồng vắng, nhướng mắt lên thấy Israel đóng trại từng chi phái, và thần Đức Chúa Trời cảm động người, bèn nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Ba-la-am con trai Bê-ô, lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, xem sự hiện thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống và mắt mở ra. Hỡi Gia-cốp, trại ngươi tốt dường bao, hỡi Israel, nhà tạm ngươi đẹp biết mấy. Nó trương ra như trũng núi, khác nào cánh vườn ở nơi mé sông, tở cây trầm hương mà Đức Giê-hô-va đã trồng, tỉ như cây hương nam ở nơi mé nước. Nước chảy tràn ngoài thùng chứa, hột giống của người nhuần tưới dư dật. Vua người sẽ trỗi cao hơn A-gác, nước người được cao lên. Đức Chúa Trời đã dẫn người ra khỏi xứ Ai-cập, người có sức mạnh như bò rừng, sẽ nuốt các nước, tức kẻ thù nghịch mình, bẻ gãy xương chúng nó, đánh chúng nó bằng mũi tên mình. Người sụm xuống nằm như sư tử đực, khác nào sư tử cái. Ai dễ khiến ngồi lên? Phước cho kẻ nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Bây giờ Ba-lát nổi giận cùng Ba-la-am, vỗ tay mà nói cùng Ba-la-am rằng: ta đã thỉnh ngươi đặng rủa xả kẻ thù nghịch ta, này ngươi lại chúc phước cho chúng nó đã 3 lần rồi. Vậy bây giờ khá chạy trở về xứ ngươi. Ta đã nói ta sẽ tôn ngươi vinh hiển, nhưng này Đức Giê-hô-va đã cản ngươi nhận lãnh. Ba-la-am đáp cùng Ba-lát rằng: tôi há chẳng có nói cùng các sứ giả vua đã sai đến tôi rằng: dầu Ba-lát cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy. Tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán. Này, bây giờ tôi trở cùng dân tôi. Hãy lại, tôi sẽ cáo cho vua biết điều dân này ngày sau cùng sẽ làm cho dân sự vua. Người bằng nói lời ca mình mà rằng: lời ca của Ba-la-am con trai của Bê-ô,
lời ca của người có mắt mở ra, lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, biết sự tri thức của Đấng Chí Cao, xem sự hiển thấy của Đấng Toàn Năng, sấp mình xuống mà mắt tự mở ra. Tôi thấy người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Israel. Người sẽ đâm lũng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, hủy diệt dân hay giấy giặc này. Người sẽ được Ê-đôm làm cơ nghiệp, sẽ được Sê-i-rơ là kẻ thù nghịch mình làm sản nghiệp. Israel sẽ tỏ ra sự cường thạnh mình. Đấng ra từ Gia-cốp sẽ cầm quyền, người sẽ diệt những dân sót của thành. Ba-la-am cũng thấy Amalek, bèn nói lời ca mình rằng: Amalek đứng đầu các nước, nhưng sau cùng người sẽ bị diệt vong. Kế đó Ba-la-am thấy người Kê-nít, bèn nói lời ca mình rằng: Chỗ ở ngươi là bền vững, ổ ngươi đóng trong hòn đá, nhưng Ca-in sẽ bị hư nát cho đến khi A-su-rơ bắt dẫn tù ngươi. Người còn nói lời ca mình rằng: Ôi, khi Đức Chúa Trời đã làm các điều này, ai sẽ còn sống? Nhưng sẽ có những tàu từ gành kít tim đến, hà khắc A-su, hà khắc Hê-be, rồi chính người cũng sẽ bị tuyệt diệt. Đoạn, Ba-la-am đứng dậy đi về bản xứ, Ba-lát cũng lên đường. Thư gửi cho người Hê-bơ-rơ. Chương 1. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Vả Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm cha người, người sẽ làm con ta? Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác. Cho nên hỡi Chúa, Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng sức cho, khiến Chúa trỗi hơn kẻ đồng loại mình. Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, và các tầng trời cũng là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có. Trời đất sẽ cũ đi như cái áo, Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng. Rồi trời đất sẽ biến đổi, nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không hề cùng. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Chương 2. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc, và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? Là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Và thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là ai mà Chúa săn sóc đến? Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chân người.
Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy, thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài. Vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Ngài lại phán: ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán: ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Nhưng đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Thư Hebrew chương 3. Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ giữ phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà đấng đã dựng nên muôn vật ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được trao giảng. Nhưng đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm, mà còn thử để dò xét ta. Nhưng đó, ta giận dòng dõi này và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, chẳng từng biết đường lối ta. Này là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ rằng: chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng? Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Vì chúng ta đã được giữ phần với đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng: ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ai Cập sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thấy họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được, vì cớ không tin. Thi Thiên 34.
tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến Ngài lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo.
Chúa yêu bạn rất nhiều.